sọ ha. Chị số 1 là gì? Chú Giang. À, chú Giang ha. Còn bạn tên là gì? Rồi, mình sẽ khám. Vậy cái đầu tiên đó thì cái nguyên tắc khám thần kinh á, em nhớ rằng đó là cái khám thần kinh là cái khám mà rất là nhạy và rất là thực tế ha. Nên là đôi lúc là cái thủ thuật mình đang khám nó sai một xíu rồi. À, vậy ra kết quả nó sẽ hoàn toàn là kết quả mà rất là khó để có thể nhận kết quả. À, cái chuyện mà nó dương tính hay nó âm tính vậy nó giúp cho mình thu được tổng từ từng cái nào một cái nào. Vậy là đòi hỏi yêu cầu là gì? Khám, cho nên mình phải khám, khám đúng và khám kỹ. À, không sẽ sai. Rồi những cái số những nguyên tắc của khám kinh yêu cầu là sẽ bắt buộc cái kinh nghiệm đúng. Đây thì chúng ta sử dụng, cái mọi người phải không bay nơi. À, chúng ta tại sao phải không bay hơi? Bởi vì chúng ta sẽ cần hai bên mũi, là mỗi bên là cái dây một dây điện chi phối, không có dây một bên trái dây một bên phải, chứ không phải chiều. Bởi vậy nên mình sẽ khám từng bên một. Mà nếu mà cái mùi giống như cái mùi nước hoa đấy ha, giống như cái nước hoa thì em mở được nắp ra cái là nó bay hết cả phòng. Như vậy thì lúc đó là em đã biết được là cái dây một bên nào bị tổn thương nào, không? Bởi vì bay hết cả phòng là ví dụ như một dây một bên trái tổn thương, dây một bên phải còn nguyên, như vậy bệnh nhân vẫn nghe được cái mùi đó. Chứ vậy nên là thứ nhất là cái mùi này nó không có bay hơn. Khi chúng ta đưa gần lại nó nghe thì nó mới nghe thôi. Rồi cái nguyên tắc thứ hai là không được quyền nghe kích thích, bởi vì cái niêm mạc để điều ta không được hai chuyện, đó là cái phản ứng khứu giác, tức là chúng ta hiểu được mùi. Còn chuyện thứ hai là sao, là cảm giác đó, cảm giác đau. Ví dụ như em xịt dầu đi, em xịt dầu thì em thấy là cái gì, em thích vô thì em thấy là cái mùi này có hơi mát mát hay lạnh lạnh đâu. Vậy đó là cái cảm giác của niêm mạc. Là về cái cảm giác, không là đó là của dây năm chi phối, chứ không phải là của dây số một, là về khứu giác, tức là nhận biết được mùi. Vậy nhớ là bệnh nhân khi mà người ta hỏi là mình phải cảm nhận được mùi, chứ không phải là bệnh nhân có cái cảm giác gì. Người ta sẽ không biết, người ta cứ à là bệnh nhân ta thấy là có nghe được cái gì không, có ngửi được gì không, ví dụ như sao the mát mát là lạnh, là người ta cứ được nhận đó là khứu giác ha. Bệnh nhân ta sẽ không được đó. Rồi, chứ là vậy nên phải sử dụng cái nguồn không yên cái tướng, ví dụ dầu và cái tướng kia cái tướng khác. Dầu cũng đẹp, dầu gió, dầu xanh rồi là cái tướng kia tướng là không được, còn không được. Nó sẽ bay cái con, nó sẽ gây cái tướng nhiệt mạng. Ví dụ như ta có gì nữa, ta có hạt ba thì hạt vậy đúng không? Nó cũng có mùi đó, hình như cái tướng không được ha. Rồi, tiếp theo là mũi phải thông thoáng. Tức là nghĩa là sao? Tức là trường hợp là mình đang muốn khám thì một, còn trường hợp ví dụ như bệnh nhân có gì polyp mũi đồng bao ha, thì nó sẽ sao, nó sẽ ngăn cho các phân tử mũi nó bay lên đến cái dịch mỏng của mặt sàn ha. Vậy dẫn đến là chúng ta trước khi khám cần kiểm tra con mũi nó không toàn hay không. Rồi tiếp theo là sao, cái nguyên tắc là phải kiểm tra từng bên một à, không? Rồi tại vì hai bên là nó rồi, là mỗi bên là một cái dịch mỏng như chi phối. Rồi sau khi mình kiểm tra từng bên một xong, chúng ta sẽ kiểm tra hai bên cùng một lúc hai bên. Thì cái cùng lúc hai bên này nó có cái đó người ta gọi là cái phản ứng triệt tiêu. Tức là có một số những cái tổn thương trên não á, mà khi mà kích thích nó từ một bên thì bệnh nhân đáp ứng được, thì bệnh nhân hiểu được. Nhưng mà khi mà hai cái luồng kích thích nó đi từ hai bên, cái xong nó vô cái triệt tiêu nhau. Như vậy đó gọi là gì, cái phản ứng triệt tiêu. Như vậy chúng ta khám từng bên một, và sau đó chúng ta mới khám gì, khám cùng lúc hai bên. Như vậy ha, thì chúng ta thường là chúng ta sẽ sử dụng một cái đúng là chúng ta sẽ sử dụng một cái ống trong như vậy thôi, một cái ống trong như vậy để và không có nhãn mát gì hết, để bệnh nhân không biết được rằng là nó có bị không. Rồi ở đây thì trên cái hình này là tâm ngoài chứ không nha, thực sự là mình cảm trong mình nhắm mắt. Rồi một người mẫu của tôi đâu rồi, anh mẫu chẩn mẫu ngồi xuống ha. Rồi như vậy ha, thì đầu tiên ha là ta phải sao, chúng ta phải kiểm tra mũi của mình trước ha. Rồi ha, rồi ha, ta kiểm tra hai mũi ha. Rồi ok, thông thoáng đàng hoàng ha. Rồi sau đó ta chúng ta cầm cái mặt mắt lại. Rồi khi nào mà em gửi cái mùi thì em có nha. Rồi đây anh sẽ sử dụng kem đánh răng ha, thì kem đánh răng là cái thứ nó có mùi, không gây kích ứng, không bay hơi, này không phải kem đánh răng bạc hà, không gây kích ứng đâu. Nhắm mắt
lại, ai cho bỏ mắt ra thì mở mắt ra là lớn cái nhà. Rồi sau đó ha, rồi có nghe mùi không? Có nghe mùi không? Tức là có những cái lúc mà sao mình không đưa vô, mình vẫn hỏi bệnh nhân là có hay không. Bởi vì sao? Bởi vì đôi lúc người ta, bệnh nhân người ta nghe mình hỏi là có hay không, các bạn sao ta sẽ trả lời có. Bởi vậy nên là mình phải xác định là nhiều khi bệnh nhân thực sự không nghe gì hết, nhưng mà bệnh nhân trả lời có, thì mình phải xác định lại coi là bệnh nhân trả lời đúng hay không. Nhiều khi do người ta không tập trung nên là sao đó. Thì vậy mình khám một bên rồi ha, thì được rồi, nhưng là khám gì bên còn lại ha. Rồi có mùi không? Như vậy mình sẽ kết luận là sao? Kết luận là khú giác bệnh nhân sao? Bệnh hai bên ha, còn và đều hai bên, còn hai bên, còn. Rồi, như vậy thì gì? Nếu mà như vậy thì mình sẽ gì? Là mình chưa có phát hiện thấy bất thường với số 1 ha. Ý nghĩa là như vậy ha. Như vậy đây là mình đang kiểm tra khú giác của dây số 1. Rồi, đó là kiểm tra sao? Từng bên một, sau đó là kiểm tra sao? Hai bên. Rồi. Đó là bài nhắm mắt nha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ khám dây số 2. Dây số 2 là dây thị giác. Vậy thì bao gồm cái thị giác thì nó có ta hai cái khám, đó chính là khám thị lực và ta khám thị trường. Khám thị lực và khám thị trường. Rồi đối với lại cái khám thị đối với lại cái khám thị lực á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái bảng, cái bảng ở ngoài cái thiết bị đó mà kiến tạo thấy á, là cái bảng Snellen á. Thì cái bảng đó chúng ta sẽ khám. Còn nếu mà trong trường hợp ví dụ như không phải lúc nào mà chúng khám được có cái bảng đó để chúng ta khám, thì vậy chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cho khám một cái thị lực tương đối nha. Bằng cách là gì? Là ví dụ khi mình đang đọc chữ, ví dụ cái chữ nào cái phòng ha, ví dụ như đọc thấy chữ đó không? Đây à, chữ trên cái thùng á. Rồi ok á. Rồi nếu mà bệnh nhân nói chữ đó không thấy nữa, yêu cầu chữ bự hơn, thấy không? Thì vậy nếu như bệnh nhân mà sao sao nhỏ mình thấy được cái, rồi sau đó mình cứ từ từ rồi còn lại ha. Rồi nếu mà sao, nếu mà đó là bệnh nhân mà thị lực ha, rồi bây giờ còn tệ hơn nữa là sao? Tệ hơn nữa là bệnh nhân không thấy gì luôn ha. Như vậy thì sẽ có cái thị lực gọi là thị lực bóng bàn tay. Là bệnh nhân có thấy cái bóng bàn tay không? Nếu mà thị lực mà bóng bàn tay mà không có nữa, thì bệnh nhân không có biết được cái bóng bàn, cái bàn tay mình đưa trước á, thì vậy chúng ta có cái thị lực là sáng tối. Sáng tối ha. Có nghĩa là bệnh nhân khi ta đưa đèn vô, bệnh nhân nhận biết được sáng tối hay không. Còn nếu mà nhận biết không nhận biết được sáng tối nữa luôn thì có nghĩa là mù hoàn toàn rồi đó. Như vậy thì chúng ta có gì? Chúng ta có cái thị lực bệnh nhân đọc một chữ ha. Cái thị lực sao? Bóng bàn tay. Để thêm nữa là thị lực gì? Sáng tối ha. Rồi nếu sáng tối mà không thấy nữa thì có nghĩa là gì? Hoàn toàn ha. Rồi ok không? Rồi. Nếu mà sao? Nếu mà bệnh nhân mà có gì? Nếu mà bệnh nhân mà có cận thị á, thì nếu ví dụ như bệnh nhân nhìn xa không được, ví dụ như bệnh nhân người ta thị lực người ta kém á, như vậy chúng ta không biết được rằng là có phải do tật khúc xạ hay không, thì chúng ta có thể loại trừ cái tật khúc xạ đi ha. Có thể do tổn thương ở mắt hoặc là do tật khúc xạ. Nếu mà tật khúc xạ thì chúng ta loại trừ dễ lắm, bằng cách nào? Bệnh nhân mua kiến lấy đầu đeo. Làm sao biết được? Ví dụ như ông bà mình nó mắt mờ, mắt nó kém, nó đục thủy tinh thể rồi vân vân á, thì cũng phải nhìn gần mới thấy được, nhìn xa đâu thấy được. Hoặc là ví dụ như là bong võng mạc, ví dụ như là sao thoái hóa nhiễm vàng vân vân, những cái đó bệnh nhân vẫn nhìn mờ và sao vẫn phải đưa sát tới bây giờ được, bởi vì sao rất là mờ hả, nhưng mà không qua tật khúc xạ không. Vậy thì sao đi đâu hả? Đi đo nữa, đi đi khám. Đang khám, đi đo mặt. Rồi, máy đâu mà đo. Chị thương cấu không à. Hồi nhỏ là học lý mấy điểm trời. Đừng đi đâu, thi lý đâu thầy.
thi tốt nghiệp không lấy à? Có chứ. Qua điểm. Không yêu dấu sao rồi. Rồi. Dễ không? Nói chung là cái mắt của mình đây ha. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là cái chuyện tổng thể. Wow, chuyện tổng thể là cái cấu trúc đúng không? À, vậy khi mà sẽ tia sáng sao? Tiêu lan sẽ gì? Sự hội tụ đúng không? Ở cái tiêu điểm đúng không? Dạ. À, vậy cái sự hội tụ đây. Còn cái tia sáng như vậy nó sẽ sao? Nó sẽ đi thẳng đúng không? Vậy nguyên lý đó là nguyên lý là gì? Là nếu như bệnh nhân mà có cặp khúc xạ tần xạ do cái chuyển thể nó dày lên nó mỏng xuống á. À, hoặc là cái dày mỏng không đều á thì lại cặp khúc xạ không? Nhưng mà dù cho cái bóng kính nó là gì nữa thì nếu mà có tia sáng đi thẳng thì sao? À, thì nó sẽ không bị gì. À, nó sẽ đi thẳng qua luôn, không nó vuông góc là sẽ đi thẳng qua luôn. À, như vậy mình sẽ không có bị gì, không bị ảnh hưởng bởi cái máu kính đó. À, như vậy nguyên tắc đó là mình sẽ cho bệnh nhân test kính lỗ, test kính lỗ tức là sao, tức là cho bệnh nhân nhìn qua cái khe hẹp. À, thì bệnh nhân sẽ nhìn rõ được. À, bây giờ mấy đứa nào mà cận thị á dễ lắm, giờ mấy đứa cận thị thì mở cái kính ra đi, giờ mình cái chuyện viêm đó không? Ừ, chắc luôn. Ờ ừ, rồi ok đúng không? Rồi. Lấy cái tờ, cái tay lại lấy cái lỗ thiệt là nhỏ. Rồi nhìn qua. Thấy chứ, thấy thấy. Ừ ha. Vậy đó ta gọi là gì? Cái test kính lỗ á, nguyên tắc là gì á? Là thật ra thì người ta sẽ có gì? Người ta sẽ có một cái tờ bằng giấy rồi người ta sẽ tung quét cái lỗ để cho bệnh nhân nhìn qua cái lỗ nhỏ đó ha. Còn nếu không thì gì? Vậy ha. Không cũng tờ giấy là gì à, không cái lỗ đó hơi bự ghê. Rồi ok nha, như vậy đó là test về thị lực ha, được chưa? Test về thị lực rồi. À, bây giờ mình sẽ test thị trường. Thị trường nghĩa là cái gì? Là cái khoảng mà bệnh nhân có thể nhìn thấy được, cái vùng mà bệnh nhân có thể bao quát được ha. Vậy bình thường đó là thị trường của mình đó thì sao? À, nếu mà mình kết hợp tim nó xoay đầu xoay cổ nó thì sao? À, thì chúng ta có thể dùng 360 độ, chứ thực sự ra mắt mình đâu có dùng 360 độ đó. À, đâu có một mắt sau lưng đâu mà dùng 360 độ ha. Rồi như vậy mình sẽ test thị trường. Rồi như vậy test thị trường đó mình sẽ yêu cầu bệnh nhân là sao? Là che một mắt lại ha. À, rồi sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thử. Thì chúng ta có hai cách thử thị trường, đó chính là cách thử thị trường soi gương, thị trường mà đấu sức á. À, và cái thứ hai là chúng ta thử là cái gì, là thử thị trường tới hạn không về thị trường soi gương là sao? À, là có nghĩa là chúng ta coi như là mắt chúng ta là bình thường, mắt người khác là bình thường. À, rồi như vậy ha, thì cái khoảng cách giữa hai người á, khoảng cách giữa hai người á thì khoảng sao, khoảng 50-60 cm ha, đó là khoảng nửa thước á. Rồi ok ha. Rồi thường hai mắt mình nó sẽ bằng nhau. À, sẽ là nếu bạn đứa cao đứa thấp thì thôi ha. Rồi mình sẽ xem như thị trường của người khám là thị trường bình thường, mình không có bị giới hạn. Rồi bây giờ mình sẽ test ha. Rồi thì bây giờ bạn sẽ gì, che một mắt ha. Bạn che một mắt bên trái thì anh sẽ che mắt gì? Phải nha. Rồi để coi như là thị trường của hai mắt này là sao, là bằng nhau, là đối xứng với nhau ha. Rồi ok ha. Rồi anh sẽ đưa tay giữa nè. Rồi không, em không, em chỉ nhìn thẳng thôi. À, thì vậy nếu mà muốn cho mình nhìn thẳng thì yêu cầu như gì? Nhìn vô một điểm. À, rồi mắt em nhìn thẳng ha, nhìn đây ha. Rồi không di chuyển ha. Rồi em. Rồi sau đó sao? Rồi ok. Rồi thấy không? À, thấy không? Đúng rồi, nhìn nhìn 180 á, 180 mà. Như vậy khi mà bệnh nhân không thấy và khi mà mình không còn thấy nữa thì bệnh nhân cũng không còn thấy nữa thì có nghĩa là sao? Bình thường. Là bình thường ha. Nhưng trong trường hợp đó mình phải là bình thường cái là.
rồi ha. À, như vậy thì chúng ta cám thì thường là thị trường người ta sẽ chia thành bốn phần. Mỗi cái thị trường một bên mắt chị chúng ta sẽ chia giống như là thị trường là nguyên cái hình tròn này này, chúng ta sẽ chia thành bốn phần đó. Vậy mình sẽ cám bốn góc. Mình sẽ cám góc gì? Góc này nè, chúng ta gọi là gì? Là thị trường gì? À, đây là thị trường thái dương. À, đây là thị trường gì? À, về thị trường thái dương, ở trên thị trường thái dương, ở dưới thị trường thái dương này. Hay là gì? Thị trường trên là mũi, thị trường dưới mũi nha. Như vậy ta sẽ chia bốn phần, ta sẽ khám bốn góc ha. À, góc từ đây xuống, góc từ đây lên, góc này. Rồi, được ha. Vậy tổng cộng là ta có bốn cái thị trường để ta khám. À, rồi nói ngược lại với lại cái bên thấy chết liền. Thì ta sẽ sao? À, chúng ta sẽ khám ha. Thấy cái bốn phần. Ví dụ như là thấy không? Thấy không? Ngón tay đang đứng chính hay là đang đứng yên? Tại sao anh phải hỏi gì ạ? Tại nhiều khi mình nhân hoặc nói thấy á, mà mình không chắc là mình có thấy thực sự hay không. Vậy mình sẽ làm cái gì? Chủ động ngón tay và hỏi bệnh nhân là sao ngón tay đang đứng chính hay là đang đứng yên? À, nếu mình trả lời đúng thì nghĩa thật sự là mình thấy. Vậy nói chung là trong cái khám hình kinh này mình luôn luôn là mình sợ những nói dối mình, hiểu không? Nên luôn luôn mình có những cái động tác như sao để mình kiểm tra lại chúng tôi được nói đúng hay không. Rồi chúng ta cũng làm bốn góc như vậy ha. À, như vậy thực sự là cái này nó sao, nó hơi khó là bởi vì gì? Thứ nhất là không phải lúc nào cái thị trường của mình cũng trùng với lại thị trường bệnh nhân. À, thứ hai là yêu cầu là hai người đó phải biết sao nói gì với nhau và bằng thị trường phải bằng nhau, về không khác cũng hơi khó. À, thì vậy chúng ta có một cách rất là khám, đó chính là ta khám thị trường tới hạn. À, khám thị trường tới hạn thì vậy thì khi mình đi thi thì em khám cái kiểu khám thị trường tới hạn này ha. À, đổi trong bản kiểm đi. À, khám thị trường tới hạn. À, bởi vì sao? Bởi vì khám sau này trên lâm sàng tụi em cũng nên khám theo kiểu này, nó dễ hơn. À, rồi như vậy ha, thì yêu cầu là bệnh nhân sao? Yêu cầu bệnh nhân là che một bên mắt lại. Em bên mắt lại ha. Rồi ok. Rồi bây giờ anh sẽ yêu cầu bệnh nhân nhìn thẳng ở đây nha. Nhìn thẳng trên cái đầu cái bút. Rồi nhìn thẳng đây. Rồi yêu cầu. Rồi mình sẽ đưa gì? Mình biết được rằng là sao? Từ dưới đây lên thì chắc chắn mình không thấy được rồi. Nên là mình sẽ đưa từ cái ngoài biên vô. Hồi nãy là mình đưa từ trong ra để mình coi tới bạn nào mình không thấy. Còn đây là mình đưa từ biên đi vào để chắc chắn là cái bộ phận mình sẽ không thấy rồi. Đó. Như vậy thì ha. Đây là đây trên thấy người thấy đưa trên nè. Rồi thấy không em? Rồi, đứng lên đẳng lên đây nha. Rồi thấy không em? Thấy không? À, rồi em đứng lên đi. Em đứng nha. Vậy cái thị trường mũi á, bởi vì nó cản bởi cái mũi á, nên thị trường mũi nó sẽ sao? À, cái góc nó sẽ hẹp hơn là cái thị trường thái dương. Ngon. Rồi. Ok rồi. Tiếp ha. Vừa xong bốn góc lực rồi thấy không? Đây. Thấy. À, thấy không? Rồi thấy không? À ha, đây thì từ dưới đây đưa này, từ dưới bên đây nha, rồi thấy không? Thấy không? Thấy không? Ừ. Rồi, ha, được chưa ha? Như vậy thì ta sẽ cám bốn bên, rồi khi đứng lại ở đây ta cám bốn bên nữa. À. Ủa mình có nói độ đó không thầy? À không, em không cần phải nói độ. À, được không? Dạ, anh đo như vậy để cho em thấy thôi ha. Thì vậy chúng ta sẽ gì? À, khi mà chúng ta cám á, thì tụi em mới tiếp tục rõ thị trường mắt trái hay thị trường mắt phải ha. À, còn nếu như mà hoàn toàn hai bên nó bình thường hết á, thì ta nói là gì? Là hai mắt không bị giới hạn thị trường. Đó là cái câu kết luận bình thường đó. Là hai mắt không bị giới hạn thị trường. Rồi, đó là trường hợp bình thường. Còn nếu mà trường hợp bất thường nó giới hạn bên nào thì sao? À, thì tả ra thì mình có nhiều kiểu giới hạn thị trường đó. À, đây nè ha. Như vậy thì khám thị trường, nói chung là nó rồi, khám thần kinh là phải định vị tổn thương. Vậy thì mình khám ha,
mình cảm thấy là cái thị trường bình thường như mình thấy là em thấy không, hay là cái hình ảnh miêu tả thị trường này thì luôn luôn cái thị trường vùng mũi nó sẽ bị sao em, nó sẽ bị khuyết so với thị trường của thái dương, và cái thị trường của thái dương nó sẽ đông hơn thị trường vùng mũi, thấy không? Mỗi bên nó có một cái góc tư á, thật ra nó không có đều đâu, hình nó sẽ như vậy nè. À, nhưng mà sao, nhưng mà người ta sao người ta miêu tả vẽ hình tròn cho em dễ hình dung á. Vậy trong trường hợp mà nếu như mà bệnh nhân bị tổn thương ở cái vùng số 1, cái bệnh nhân bị tổn thương ngay tại cái mắt á, thì vậy thì bệnh nhân sẽ thường bệnh nhân sẽ khuyết ở những thị trường, nhưng mà khuyết những thị trường kiểu ngang. À, là bệnh nhân sẽ có cái thị trường gì đây, thị trường thái dương và thị trường mũi dưới, thị trường thái dương dưới và thị trường mũi dưới. À, nên nếu bệnh nhân thường bệnh nhân sẽ mắc mất ngang như vậy nha. Rồi nếu như bệnh nhân mà tổn thương số 2, tức là ngang chỗ dây thần kinh thị, à, ngay chỗ dây thần kinh thị thì bệnh nhân sẽ mất một gì hoàn toàn toàn bộ thị trường của một bên, một bên mắt. À, có nghĩa là bệnh nhân sẽ bị mù hoàn toàn bên mắt này nè. À, rồi tiếp theo là nếu bệnh nhân ngay tổn thương chỗ số 3 là tổn thương ngay chỗ cái giao thoa thị, thì tổn thương ngay chỗ cái giao thoa thị chỗ này thì bạn biết giao thoa thị thì do gì, là do cái thị trường của chúng ta, thị trường thái dương, à, của một bên, à, thị trường thái dương của bên trái và thị trường dương gan, và thị trường thái dương của gì bên phải, thị trường thái dương bên trái, à, thị trường thái dương của bên trái nó sẽ bắt chéo thị trường thái dương của bên phải nha, nó sẽ cắt ngang ngay chỗ chéo thị. Như vậy ha thì bệnh nhân sẽ bị gì, bệnh nhân ta gọi là sẽ bị bán manh. À, bán manh, mà bán manh này thì là bán manh của hai bên thái thái dương, vậy bán manh hai bên thị trường thái dương có nghĩa là tổn thương ngay tại cái chéo chéo thị ha, da thoa thị. Rồi nếu như bệnh nhân bị tổn thương ở đây ha, là ở quỳ thái dương, bệnh nhân bị tổn thương tại vì sao, cái đường dẫn truyền thị giác nó sẽ đi ngang qua cái quỳ thái dương và nó sẽ đi ra phía sau là cái quỳ gì, quỳ chậm. Nên nếu như bệnh nhân bị tổn thương ngay ở chỗ quỳ thái dương á, thì vậy tụi em thấy là bệnh nhân sao, à, do cái thị trường bên này, à, nó bắt chéo đi qua bên đây và cùng đó là cái thị trường mũi bên đây, à, thị trường thái dương bên trái, thị trường mũi bên phải, nó sẽ đi vào trong quán cầu não, quán não phải ha. Rồi thị trường thái dương là bên trái ha, và thị trường gì mũi phải ha, nó sẽ trái, nó sẽ đi qua bên trái do. Như vậy thì nếu mà ta tổn thương ở cái quỳ thái dương, vậy bệnh nhân sẽ bị bán manh ha. Thì cái bán manh này người ta gọi là bán manh đồng danh, à, bán manh đồng danh ha. Bởi vì nó sao, à, nó là nó cùng một bên gọi là bán manh đồng danh, à, nó tổn thương cùng bên não ha, à, nhưng mà thực sự ra là bên trái nó bị gì đây, bên trái là mất thị trường thái thái dương, bên phải là mất thị trường mũi miệng mũi ha. À, nhưng mà người ta gọi trường hợp này lại là bán manh đồng. Rồi. À, tiếp theo ha, chúng ta có gì, chúng ta có trường hợp này chúng ta gọi là góc manh, trường hợp này là góc manh đồng danh ha. Như vậy nó sẽ sao, nó sẽ bị mất 1/4 trong trường hợp mà bị tổn thương thị, tổn thương thị thì chậm. Rồi, để thấy ngay chỗ, ngay chỗ nó sửa ha, ngay chỗ số 5 chỗ này nè. Rồi, à, bệnh nhân sẽ bị gì, à, ngay chỗ cái từ chỗ thì thái dương này, à, bệnh nhân sẽ bị góc manh, tức là bị mất 1/4 thôi, à, bởi vì chỗ này cái đường đi rất là lớn, nó chỉ mất 1/4 được chưa, à, vậy ha, không, rồi ok. Như vậy thì dựa vào cái chuyện mà bệnh nhân bị bán manh, à, xin lỗi, bệnh nhân bị mất cái khuyết cái thị trường này, vậy mình sẽ dự đoán được rằng, mình sẽ biết được rằng là xác định cái tổn thương là ở não, là ở vùng nào, được không? Rồi tiếp theo ta khám ha, đó là khám về thị trường, thế là dây số 2 ha, dây số 2 rất là phức tạp ha, dây số 2 thì ta khám về thị trường, à, thì đây là cái phản xạ phối hợp giữa dây số 2 và dây số 3. Bởi vì dây số 2 là cái dây gì, là cái dây, đây là một cái phản xạ, mà phản xạ thì nó phải gì, cung phản xạ bao gồm có gì, cung phản xạ bao gồm có gì, có cơ quan tiếp nhận nè, có bộ phận tiếp nhận nè, và đường dẫn truyền hướng tâm, rồi bộ phận xử trí, rồi sau đó là bộ gì, đường truyền ly tâm, rồi sau đó mới cơ quan đáp vật lưng. À, như vậy đây là gì, cái đây ha, trong đây ha, cái bộ phận là gì, trong trường hợp cái phản xạ ánh sáng á, phản xạ ánh sáng thì cái bộ phận đáp ứng đó, cái gọi cái bộ phận tiếp nhận đó chính là gì, đó chính là các tế bào, các tế bào thị giác ở phần mạc ha. Rồi sau đó là sao, à, tiếp nhận xong rồi nó đường dẫn truyền đi vào là dây số mấy, là dây số 2. Rồi bộ phận xử lý ở đâu, ở trong não nè, sau đó gì, sau đó cái dây ra là dây số mấy, dây số 3. À, và cơ quan đáp ứng đó chính là gì, là cái móng mắt,
hay là cái móng mắt là cái cơ vòng của móng mắt á, cái cơ vòng móng mắt á nó sẽ có nhiệm vụ là nó gì, nó co lại ha. Và như vậy khi mà nó có ánh sáng như vậy sao, có ánh sáng thì dây 2 tiếp nhận những điện đi vào, sau đó dây số 3 sẽ đem ra và bệnh nhân sẽ co đồng tử, vậy đó cũng là phản xạ ánh sáng. Thế bình thường thì ngoài đây có ánh sáng không? Có, chị cũng đang có hiện tượng phản xạ ánh sáng ở đây đó. Và cái phản xạ ánh sáng này sẽ giúp điều chỉnh kích thước đồng tử. À, và trong cái điều kiện ánh sáng là khoảng mờ mờ như vậy nè, à, và cái điều kiện tốt nhất để mình khám cái đồng tử ha. Rồi, được chưa? Rồi như vậy trong cái điều kiện như vậy thì chúng ta mình sẽ đánh giá. Tại trong trường hợp mà quá sáng thì cái đồng tử nó co lại quá mức thì mình sẽ khó mà đánh giá được đồng tử ha. Vậy trong trường hợp này mình sẽ đánh giá đồng tử ha, thì tiên ha để xem. À, thường đối với những người Việt Nam của mình á, thì cái đồng nó đen á, đứa nào mà mắt mà đen á, à, thì rất là khó để xem cái đồng tử ha. Còn này là này nâu nè, nâu, chúng ta tóc nâu môi gặp ha. Rồi vậy á, cái máu mắt á, cái máu mắt nó màu đen, có mấy đứa nào mà máu mắt mà nó màu đen luôn á là rất là khó để nhận cái đồng tử. Còn này là máu mắt màu nâu nè, tới à, như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá gì? Trong điều kiện như vậy nè, chúng ta trong điều kiện bình thường ta sẽ đánh giá là gì, kích thước đồng tử thì chúng ta phải xem coi là gì, thứ nhất là bao nhiêu mm, cái đồng tử mình là bao nhiêu mm, thứ hai là sao, nó có tròn đều hay không, nó có tròn đều hay không, và thứ hai là nó có đều hai bên hay không, được chưa? À, có những cái trường hợp mà sao đồng tử nó sẽ không có tròn, nó sẽ méo. À, trong những cái bệnh lý ở mắt, tổn thương mắt thì đồng tử sẽ méo. Và thứ hai là sao? À, nó có thể nó sẽ không, kích thước đồng tử hai bên sẽ không đều nhau. Ví dụ như bệnh nhân bị liệt ba bên đây ha, thì đồng tử này sẽ giãn to ra, đồng tử này sẽ như vậy ha. Vậy mình sẽ về. Nào, khi mà tụi em mà trả lời, tụi em kết luận cái câu này á, kết luận á, kết luận trong trường hợp này mới kết luận cái gì? Ví dụ như là kích thước đồng tử là 2mm tròn đều hai bên là bình thường. Không? Còn nếu trong trường hợp mà kích thước mà nó khoảng là gì, nó khoảng là dưới 2 thì có nghĩa là bất thường, là nó bị nhỏ đó, trong điều kiện ánh sáng bình thường nha. Chứ còn điều kiện mà lấy đèn pha mà rọi vô mắt nó thì cái đồng tử phải teo lại rồi ha. Rồi sao nữa tụi em? Còn nếu mà trong trường hợp mà gì, anh đang nói cái gì vừa nói chưa bạn? À, kích thước đồng tử ha. Còn nếu mà trường hợp mà kích thước đồng tử mà nó lớn á thì vậy sao tụi em? Là nếu mà nó khoảng trên 3 thì gọi là giãn đồng tử ha. Vậy nhưng mà trong trường hợp phải là điều kiện sáng nó bình thường như vậy ha. Chứ còn mà nếu mà nó đi trong tối thì buộc lòng cái đồng tử nó phải giãn rồi, đúng không? Hoặc là cũng trường hợp là mấy đứa sao nha, mấy đứa mà bị cận nặng á, mấy đứa cận nặng mà khoảng từ 7-8 độ trở lên á thì cái đồng tử nó sẽ rất là giãn ha, giãn rất là to ha. Rồi nhưng mà thường cũng hiếm khi nào mà nó qua được gì, nó qua được tới 4mm cả. Nếu mà trong trường hợp mà đồng tử giãn 4mm thì vậy cái trường hợp đó khi mà đo thì mình không thể nào mình lấy thước mình đo cái đồng tử được nha, mình chỉ giờ mình cứ ước lượng thôi. Như vậy em phải biết được ước lượng được là khoảng 2mm thì nó khoảng cỡ nào, 3mm khoảng cỡ nào ha, mình ước lượng nha. Rồi ví dụ như là thôi cái thằng bé cái điều kia cái chắc đây hơi tối sao cái đồng tử khoảng 3mm thôi, còn không mắt mơ huyền đúng không, mơ huyền mơ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm phản xạ ánh sáng nha. Rồi à, như vậy thì cái câu kích thước đồng tử thì biết kết luận rồi chứ gì ha, kích thước đồng tử 2mm ha, tròn đều hai bên. Rồi tiếp bây giờ phản xạ ánh sáng thì ta sẽ khám từ con phản xạ ánh sáng là chúng ta có hai phản xạ, là phản xạ trực tiếp và phản xạ đồng cảm. Nếu mà chúng ta rọi vô mắt trái, à, nghe này, chỗ này hơi có. Khi mà chúng ta rọi ánh sáng vào mắt trái và chúng ta dờn lấy cái đồng tử mắt trái nó co thì đó gọi là phản xạ ánh sáng đồng cảm. Hết xin lỗi, cái là sáng trực tiếp. Trực tiếp rọi vô mắt trái mà đồng tử mắt trái co lại thì đó gọi là mắt trái có phản xạ ánh sáng trực tiếp. Còn nếu bây giờ anh rọi vô mắt trái nhưng mà không có dờn vô mắt trái nha, anh dờn vô mắt phải, anh thấy mắt phải nó sao? Nó co. À, đồng tử mắt phải nó co thì gọi đó là phản xạ ánh sáng sao? Đồng cảm. Okay. À, vậy đó, đồng cảm là mắt sao? Mắt phải đồng cảm. À, rồi bây giờ anh muốn làm ngược lại. Tức là mắt trái nó co, đâu có. Có co luôn. À, được không? Rồi. Ngược lại thì vậy thì sao? Ngược lại thì khi mà rọi vô mắt phải mà mắt phải đồng tử co lại gọi là mắt phải có phản xạ ánh sáng trực tiếp ha.
Rồi như mắt phải mà mắt trái là sao? Mắt co. Như vậy gọi là mắt trái có phản xạ ánh sáng sao? Đồng cảm ha. Như vậy cái câu kết luận trong trường hợp bình thường đó là sao? Phản xạ ánh sáng trực tiếp và đồng cảm ở hai mắt còn. Hoặc là hai mắt có phản xạ ánh sáng trực tiếp và đồng cảm. Ok không? Rồi như vậy thì đưa khi mà đưa ánh sáng thì chúng ta sẽ đưa như thế nào? Chúng ta sẽ đưa gì từ ngoài vào ha. Và khi mà khám phản xạ thì chúng ta có nhớ là chúng ta có phản xạ trực tiếp và đồng cảm đúng không? Chính vì vậy nên ta phải có cái tay chúng ta chặt lại hai bên, chặt lại. Để làm sao để cho cái ánh sáng từ bên đây nó không có lọt qua bên kia ha. Nếu mà ánh sáng đây lọt qua bên kia thì ánh sáng đây là chúng ta khám trực tiếp rồi chứ không khám đồng cảm được ha. Rồi cái thường các nguồn ánh sáng tốt á là cái nguồn ánh sáng mà nó hội tụ. Thấy không, nó hội tụ thấy không, nó có một cái vùng tròn rất là nhỏ nè. Thật ra cái này cái đèn này không đúng lắm đâu, nếu mà đúng thì có cái vòng nhỏ đây thôi không. Còn cái vòng, còn cái đèn quan sát giống như cái đèn pin tôi em á, rồi cái ta quát ra thì nó không được ha. Cái đèn lát trên trong điện thoại thì nó khám đồng tử khám sai rồi. Như vậy nghe đi, còn như là trên bên nha. Rồi mình khám vô á. Khi mà em vừa đưa vô á, em vừa đưa vô, em đưa từ ngoài đưa vô nè, vừa đưa vô là em mới nhìn liền thì em thấy là cái sao, cái đồng tử to lại nhận đó này. Lâu phòng anh lâu thoại lâu thoại đây rồi chưa. Phản xạ đó là phản xạ ánh sáng gì trực tiếp của mắt gì mắt phải rồi tiếp kia là em. Rồi bây giờ anh sẽ rọi vô đây nhưng mà anh sẽ dùng cái mắt trái. Rồi thấy phải ra có ánh sáng đồng tử đồng minh đang co lại luôn là ánh sáng gì đồng cảm mắt trái có đồng cảm chưa. Rồi thì cái mọi chuyện nó xảy ra như sau. Rồi đây á, chúng ta có hai con mắt. Rồi, như vậy chúng ta có gì? Chúng ta có đi 2 đi vào. Vậy đi 3 thì sao? Đi ra. Đi ra ha. Như vậy bên đây chúng ta có gì? Còn 7 đi 2. Còn 5 ra 7. Đi 2 đi vào, đi 3 đi. Đi ra ha. Rồi, vậy á. Vậy vậy em biết rằng là cái đi 3 bên trái, cái đi 3 bên phải á, ra trái bên phải á, thì nó có cái đường ở đây là có cái nhân đi ba, ở đây sẽ có cái nhân đi ba, thì hai cái nhân đi ba này nó liên lạc với nhau, nó có cái đường nó liên lạc với nhau. Chính vì vậy nên ha, nên chính vì vậy nên có chuyện gì xảy ra khi mà cái thằng này nó đi vào chúng ta, nó đi tín hiệu từ đây chúng ta chiếu sáng lên mắt mặt này cho trái này, mặt phải này, chiếu sáng vào đây tín hiệu sẽ dẫn truyền từ đây vào trong não. Xong cái từ trong não thì sao về tín hiệu sẽ xuống cái nhân đi ba bên đây. Vậy vậy nó sẽ truyền qua sao, truyền qua cả hai nhân. Như vậy thì cả hai mặt sao đều co lại hết. Như vậy mặc dù chúng ta chiếu sang một bên nhưng mà cả hai bên đều không. Rồi vậy giờ trong trường hợp ha, trong trường hợp mà vậy chúng ta làm chúng ta sẽ xác định được xem là bệnh nhân bị tổn thương đi hai đi ba ha. Trong trường hợp ví dụ như bệnh nhân bị tổn thương đi hai bên đây thì chuyện gì xảy ra? Không tiếp nhận ánh sáng thì mắt trái sẽ sao lên? Không, bạn xạ ánh sáng trực tiếp có không? Không, không. Bạn xạ ánh sáng đồng cảm có không? Không. Có, đúng rồi. Có bên phải qua đây. Tại vì sao? Tại sao thấy đồng cảm có mắt trái thì nó được chiếu vô mắt phải. Chiếu vô, chiếu vào mắt phải. Chú trái là trực tiếp đó, khi mà mình chiếu cho ánh sáng bên trái nè, chiếu ánh sáng bên trái và cái dây hai bị tổn thương, thì khi mà chiếu ánh sáng vô đây thì dây hai tổn thương thì có được vô không? Như vậy thì chúng ta sẽ trực tiếp có không? Rồi phản xạ sáng đồng cảm của mắt trái có nghĩa là mình phải chiếu như nào? Mắt phải, đúng rồi, chiếu mắt phải, đường đây có chưa vô không? Đó, rồi điện nó sẽ đi ra dây bên đây. Từ nhân đây nó nói qua đây thì đây có con có gì đồng cảm hay sao? Có, đúng rồi.
Rồi còn trực tiếp bên đây có không? Có. Có mắt thấy được rồi, mắt đồng cảm bên đây có không? Không. Không, không phần ha. Như vậy thì nếu mà trong trường hợp như vậy á, thì mình sẽ xác định được rằng là gì? Là bệnh nhân bị tổn thương dây số 2 lên. Trái. Còn dù trong trường hợp bệnh nhân bị tổn thương dây số 3. Trường hợp bệnh nhân bị tổn thương dây số 3. Còn hai cái. Tổn thương dây số 3 bên đây thì sao? À, trực tiếp có không? Không. Không. Rồi. Đồng cảm có không? Không. Không, đúng rồi, đồng cảm cũng không có luôn. Rồi, đây trực tiếp bên đây có không? Có. Có, à, trực tiếp đây có. Đồng cảm đây có không? Có. Có luôn. Ha, bởi vì sao? Bây giờ thấy cái nói rồi, con gái hai với ba thì nó mất luôn sao lại? Thì sao không được? Vậy nếu như bệnh nhân mà tạo cái mắt một bên mà bị tổn thương vừa trực tiếp và vừa đồng cảm của một đứa đó, nghĩa là mắt đó là ba. À. Có về hai cái mất luôn sao? Sao không bị gan? Là hai cái mất luôn sao? Nếu mà hai cái mất luôn thì rồi rồi rồi. Chỉ hai bên đây mất như vậy, bên đây trong trường hợp này bên đây sẽ sao? Không có, không có nào cả. Cũng có gì? Có rồi. Có. Không có biết trường hợp là như thế. Mất luôn. Okay. Như vậy thì trong khám về hệ kinh á, khi khám về kinh á là để thấy là cái trường hợp mà chúng ta phải xác định được cái trường hợp mà thấy thật sự đang có được tổn thương tính nhá. Nếu mà tụi em mà bị bất lực được thì không thể nào bị lộn được vì cái tổn thương là chỗ nào đó. À, đó là trong khám về kinh đòi hỏi là sao? Rồi đó chúng ta khám gì? Khám là tạm sang trực tiếp là khám về kinh. Vậy thôi mình cần mình chỉ thân mất. Rồi. Giờ ta sẽ khám phối hợp vận nhãn là ta sẽ khám chi 3, chi 4 và chi 6 luôn. À, 3, 4, 6 ta khám chung một cái. À, rồi. Như vậy thì ta sẽ khám cái, chúng ta sẽ có hai chuyện đó, ta khám vận nhãn chuyển ngắt là ta khám phối hợp 3, 4, 6. Trong đó chúng ta có sự nội tụ là ta khám riêng dây số 3. À, khám riêng dây số 3. Rồi, thì đây trong đây là ta có cái dấu hiệu liệt chi 3 này, nghĩa là bệnh nhân mi, dạng ống tử, tập liệt vận nhãn. À, một bên ha. Ở đây ta có cái dấu hiệu gọi là hội chứng học ne. Hội chứng học ne là điều bị kẹt kami dạng ống tử và giảm huyết môi nửa mặt. Hội chứng học ne khi mà bệnh nhân bị tổn thương ở cái tủy cổ, ở cái tủy tủy ngực á, tủy ngực cao á, tủy ngực cao thì sẽ có hội chứng học ne. Rồi như vậy đây là cái chiều vận động ha. Như vậy thì sao chúng ta biết được rằng là gì? Là dây vốn sẽ phụ trách vận nhãn vào trong và lên bên trên. À, dây 4 sẽ xin lỗi, à, dây 4 sẽ là vào trong và xuống dưới nha. Rồi dây 6 sẽ là ra ngoài, còn lại là của dây 3. À, dễ nhớ ha. Rồi ha, ra ngoài và cái gì? Ra ngoài là của dây 6 ha, xuống dưới vào trong là của dây số 4, còn tất cả các chiều còn lại là của dây số 3 ha. Rồi. Rồi. Như vậy thì ta sẽ khám ha, ta sẽ cầu bệnh nhân là gì? Là nhìn vô một điểm. Ta sẽ khám đi 346 ha. Thì tại sao gọi là khám vận nhãn hình chữ H? Tại vì chúng ta sẽ đưa cái vận nhãn nó theo cái hình chữ H như vậy nha. Rồi, đầu tiên nha, chúng ta bắt đầu ở đây nha. Và thì có khoảng cách, em nhớ là khoảng cách bệnh nhân khoảng 50-60cm nha. À, tại vì chúng ta nếu mà gần quá nó sẽ bị cái là ta, nó sẽ bị hồi tụ, hai mắt sẽ bị hồi tụ ha. Vậy chúng ta sẽ để cho xa xa ra, làm sao cho hai mắt bệnh nhân nó sao? Nó song song với nhau á. À. Rồi, khi cậu nhìn theo cái điểm ha, không được xoay đầu nha. Khi cậu nhân là không xoay đầu và nhìn theo cái đầu điểm bụng. Rồi, được chưa? Rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái cạnh hình chữ H nè. Đi qua đây. À, làm sao để coi bệnh nhân có sự hiện giống chuông của mạng á. Đúng không? Có nghĩa là bệnh nhân kêu bệnh nhãn hết đây, thì cục mạng bên đây nó phải khuất hết không thấy. Cục mạng bên đây nó phải khuất hết không thấy luôn. Được chưa? À, rồi, đúng rồi. A, à, rồi, xong cái ta đưa lên. Đưa xuống. Tại đây một cạnh chữ H phải không? Rồi, đưa ngang sẽ lại. Đưa này. Rồi, đưa lên. Đưa xuống. Vậy hình chữ H thấy không? Rồi, như vậy thì sao? Khi mà ta đưa qua bên đây, có nghĩa là ta khám dây 6 bên đây và dây gì? 3 bên đây nha. Ta đưa lên nè, ta khám 2 dây 3. Ta đưa xuống nè, là ta khám dây 4 bên đây và dây gì? Dây 3 bên đây ha. Như vậy thì sao? Đưa ngang đây thì mình phải ha. Như vậy khi mà ta vận nhãn thì nó có nghĩa là ta khám đầy đủ tất cả các hướng và khám luôn dây 3, dây 4, dây 6. Được không? À, như vậy nếu mà bệnh nhân mà khi mà bất thường có nghĩa là bệnh nhân người ta sẽ không có di chuyển mắt về cái hướng đó được.
đó ta sẽ xem, chúng ta xem coi là cái hướng đó là cái hướng của dây nào chi phối, thì ta sẽ kết luận là mình liền cái gì đó. Không, ví dụ như là liếc qua đây nha, mà cái mắt này liếc trong được, mắt này liếc ngoài không được, không có giúp được chúng ta trên đây. À, thì bạn sao? Dây sáu ở bên mắt ra, dây sáu ra. Qua đây, như vậy thì chúng ta khám bệnh nhãn là ta phải nhìn kỹ cái mắt bệnh nhân nha, và chúng ta sẽ thì là sống giá anh là anh đứng ở bên đây rồi, bởi vì anh cho mấy đứa thấy nha, còn nếu không là mấy đứa sang mắt ghế, còn đó thì bệnh nhân mà khám thì tốt nhất, mình sẽ quan sát rõ nhất. Ba bốn và sáu trong đây mà rồi đây nha, đây khám bệnh nhãn gì khác nè. Yeah, trong trường hợp bệnh nhân bị liệt sáu, nè, trong trường hợp bị liệt sáu, nè, trên thấy liệt sáu không? Liệt sáu, nè, thấy không? Mắt dây ba bên đây nè, rồi, khi số sáu đây nó bị liệt, nè, bên bệnh nhân không có liếc ngoài được cái mắt này nè, không? Trong trường hợp bệnh nhân bị liệt, liệt dây sáu, ví dụ liếc phải thì phải bên đây được nè, dây sáu thì còn nguyên, dây ba thì còn nguyên, được. Nhưng mà khi bệnh nhân bị liệt bên trái thì sao? Cái dây ba bên đây bị liệt, ở xin lỗi dây sáu bên đây bị liệt. Đó, đây thấy không? Bên đây gọi là có dấu hiệu chung của mạng, thấy không? Cũng mạng thì vô là em không thấy tròn trắng nữa. Còn đây em thấy tròn trắng như là sao? Một phút luôn á, có nghĩa là sao? Đó gọi là không có dấu hiệu chung của mạng á. Thật ra thì em cũng phải phân biệt nha, là em phải so sánh hai bên nha. So sánh hai bên. Bởi vì đôi lúc á, cái người đó thật sự là họ bị giới hạn tổn nhãn, kiểu như là do bẩm sinh nó đã vậy rồi đó. Tại vì độ vận động mà mỗi người nó khác nhau, thì nếu mắt bên trái người ta cũng còn là một miếng tròn trắng, mắt bên phải người ta cũng còn là một miếng tròn trắng, thì có nghĩa là sao? Bình thường nha, chứ không phải là bị liệt dây sáu hai bên thôi nha. Không có trường hợp đó. Cũng có liệt hai cái bên, nhưng mà nó phải liệt, nó phải còn nhiều lắm kìa, chỉ còn một tí thì bạn nó đều hai bên thì coi như nó là bị chen. Rồi, ok không? Thì đó là chúng ta khám bệnh nhãn chữ H, khám 3, 4, 6. Bây giờ chúng ta khám riêng dây số 3 thôi. Thì đó, dây số 3 nghĩa là nó hội tụ, nghĩa là sao? Nghĩa là hai mắt sẽ di chuyển vào trong. Không? Thì khi mà chúng ta coi nè, bình thường thì hai mắt nó sẽ song song như vậy đúng không? Khi mà nhìn một cái vật ở xa, hai mắt nó sẽ song song. Nhưng mà khi mà yêu cầu nhân là chăm chú nhìn vô, nhìn vô cái đầu màu đen nha, cái đầu màu đen nha. Rồi, chăm chú nhìn vô đây nha, rồi. Để thấy khi mình đưa càng gần vậy thì hai mắt nó ra sao? Nó sẽ liếc trong hết, hai mắt nó sẽ liếc trong hết. Thì hai mắt liếc trong hết là của dây mấy? Dây số 3 ha. Về trong trường hợp này chúng ta sẽ khám dây số 3 của hai bên. Thế tại sao chúng ta phải khám dây số 3, khám hội tụ vậy? Rồi. Đây là khám sự hội tụ nha. Rồi. Để coi con cái thằng nào để ngó cái chuyện này không? Cái mắt nhìn xuống là thấy ghê quá ạ. Đây là một cái hình miêu tả để chúng ta biết là lý do ta. Cái này nó hơi khó hiểu nha. Nhưng mà nếu em nào nghe hiểu được thì hiểu. Cái này không có thi, thật sự cái này không có thi. Có slide này em tập trung lên con mình hiểu phải không ha? Nó sẽ hơi bấn loạn chút xíu. Rồi. Đây là cái bán cầu não của mình ha. Rồi, đây là gì? Đây cái vùng này là vùng gì? Đây cái vùng cầu não nè. Vùng cầu não, và đây là cái đường, và đây là cái nhân của dây số 3. Nhân của dây số 3. Đây là dây thần kinh số 3. Được chưa ha? Rồi. Như vậy ha. Đây là cái dây số gì của em? Dây số 6 nè, thì nãy nói rồi ha. Đây, các bạn thấy không? Cái cầu não ở đây nó sẽ liên hệ nè. Cái dây số 3 và dây số 6 ở đây nó sẽ cùng liên hệ với nhau. Hồi nãy là hai dây số 3 liên hệ với nhau đúng không? Bây giờ là dây số 3 và dây số 6 nó cũng có liên hệ với nhau. Để chi vậy? Để khi mà một bên thì liếc trong, một bên phải liếc ngoài. Đúng không? Không, từ phản xạ dây bên đây di chuyển thì dây bên 6 ở đây cũng quay sao? Cũng phải di chuyển, hai mắt bên mình phải di chuyển đồng bộ với nhau. Đúng không? Rồi. Như vậy thì đây là cái cơ chế nó nào, là cái bán cầu não trái nó sẽ sao? Nó sẽ chi phối cho cái bó này, chúng ta gọi đây là cái bó, đây là cái bó dọc giữa ở cầu não. Bó dọc giữa cầu não ha. Rồi, đó nó chi phối bó giữa cầu não, từ cầu não này nó sẽ có cái nhân lên dây 6. Lên cái dây 6 và sao? Từ cái dây 6 cái chuyện này nó sẽ có gì? Sẽ có cái đường dây chi phối cho dây số này. Dây số 3, được không? Dây số 3 của bên cùng một bên não đó.
bán cầu não trái sẽ chi phối cho dây số 6 qua bên phải, và từ dây số 8 phải nó sẽ nối với dây số 3 của bên trái đúng không? Để khi mà cái thằng này nó biết ngoài thì thằng này nó phải sao? Đi trong. Khi thằng này nó biết trong thì thằng này nó phải sao? Đi ngoài. Đi ngoài ha, về đối với hai bên, ok không? À, như vậy nếu trong trường hợp bệnh nhân bị tổn thương ở đây, một cái tật ở đây cái tổn thương ở đây, rồi tín hiệu từ đây vô trong tới đây, lên tới đây, rồi có xuống được không? Không. Như vậy thì khi mà bệnh nhân bị tổn thương bên đây thì bệnh nhân sẽ không có liếc trong được ở bên trái, bệnh nhân sẽ không có liếc ngoài được ở bên phải. Không. Khi bệnh nhân bị tổn thương cái cầu não bên đây bật bật là bệnh nhân sẽ không điều khiển cái này liếc ngoài, bên phải không liếc ngoài được. À, và bên trái sao? Không liếc trong. Không có liếc trong được ha. Như vậy thì đó ta sẽ gọi đó là hiện tượng là gì? À, và tổn thương bán cầu não bên trái thì bệnh nhân sẽ yếu tay nào tay phải nha, và bệnh nhân sẽ không liếc được bên bên phải. Như vậy ta nói là hiện tượng là tránh nhìn bên liền, tránh nhìn bên liền đúng không? Tại vì không liếc qua đây được. À, như vậy đây sẽ thường gặp ở những bệnh nhân bị tai biến và bệnh nhân bị tổn thương ở cái vùng này. À, tổn thương ở cái vùng này là bệnh nhân sẽ có hiện tượng là người ta sẽ không nhìn ở bên liền, không nhìn bên liền, ok không? À, rồi về trong trường hợp mà động kinh nay cũng giải thích ứng dụng trong trường hợp động quỳ não là tổn thương vùng đó nha, chứ không chỉ có động kinh nè. Ứng dụng động kinh là cái vùng động kinh làm cái ổ nó phóng điện, nên cái một cái ổ nó rong tự nhiên nó phóng điện mà nó không có kích thích gì cả. Vậy thì tự nhiên ổ nó rong là tự nhiên nó phóng điện, vậy chuyện gì xảy ra? Nó phóng điện ở cái, nếu mà cái ổ động kinh đó là ở cái bán cầu não bên trái nó phóng điện, như vậy chuyện gì xảy ra cho em? Hai mắt của bệnh nhân sẽ sao? Sẽ liếc về phía bên phải đúng không? Vậy bệnh nhân sẽ sao? Như vậy tụi em thấy là thường là trong cái bệnh lý động kinh á, người ta sẽ hỏi là bệnh nhân sẽ quay đầu mặt về bên nào để người ta xác định được rằng là cái ổ động kinh nó nằm ở bên nào nè, nó nằm ở chỗ nào, đúng không? Đó. Rồi được chưa? Tới đây đúng không? Như vậy cái chuyện này là cái chuyện ứng dụng trong lâm sàng của mình hàng ngày á. À, rồi nghĩa đây là bây giờ tiếp theo còn chuyện nữa. Bây giờ bệnh nhân sao? Tự nhiên cái bệnh nhân tổn thương bên đây, cái bệnh nhân không có liếc được bên đây, cái mình bảo là bệnh nhân bị liệt xấu bên đây. Vậy làm sao biết là bệnh nhân bị tổn thương liệt xấu ở bên phải với lại bệnh nhân bị tổn thương thế nào? À, có nghĩa là sao? Nghĩa là nếu bị tổn thương bên nào thì nghĩa là cái dây số 3 là cái dây số 3 bên thì dây số 3 này nó không có liếc trong được, hai cái này nó không liếc ngoài được. Thì nếu mình khác thì mình bình thường bảo là gì? A thì là bệnh nhân bị liệt 6 bên đây, bệnh nhân bị liệt gì? Liệt 3 bên đây, đúng không? À, như vậy mình tưởng là như vậy ha. Nhưng mà khi mình khác là hội tụ thì sao? Thì hai dây nó làm được. Vậy có nghĩa là không phải là tổn thương ở trên. À, vậy là thí nghiệm mình khác hội tụ là như vậy đó. Tại hội tụ nó chỉ có một mình dây ba chi phối thôi, hội tụ làm được dây ba bên đây nó không có vấn đề gì rồi. Vậy lý do tại sao hồi nãy dây ba đây biết không được thì nó phải tổn thương đâu nào thì cái này dây ba với sáu người được chưa? Hắn được luôn, anh ta tổn được luôn. Vậy sao phân biệt não với được chưa, hiểu không? Cái dây ba anh nói suy nghĩ từ từ không nói nè, cái dây ba với dây sáu đều hơi luôn, vậy sao phân biệt não hay là do dây? Dây ba sáu luôn rồi não dây. À, như vậy thì nãy là mình khám là dây 1, dây 2 nè, 3, 4, 6 nè. À, giờ mình còn cái sót cái giữa là dây số 5 ha. À, dây số 5 là cái dây gì? Simba. À, dây Simba nó vừa làm gì? Cảm giác. Nó vừa cảm giác và vừa vận động ha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ khám vận động cho nó trước ha. Vận động của nó là dễ nhất ha. Rồi. À, thì sao đây? Để em sờ đây nè, để em thấy nè, sờ đây để em thấy là kêu kêu nhân cắn lên. À, để thấy hai cái cơ nó gò cứng lên đúng không? Ừ, đó là cái vận động cái gì nằm á. À, nếu người ta sờ thấy hai bên cái cơ nó cứng chắc bằng nhau á, nó không có một bên cứng một bên nhão á, là nghĩ là bị một bên đúng không? Còn hai bên mình cứng chắc bằng nhau hết nè, sức cơ hai bên nó đều nhau. Đó vậy đó là khám vận động cái gì số 5. Rồi, xin nằm. À, đây nè, để em thấy không? À, đây là cái tư nha nè, đây là tư gì cho em? Thái dương. Thái dương nha. Rồi, yêu cầu xem sao mà cắn lại. À, thấy không?
À, như vậy ha. Vậy thì chúng ta có gì? Chậu nha, và tôi thấy dương ngang lên. Cái cầu cắn lại nha. Cầu cắn lại thì em sẽ sờ cái cơ nha hai bên, và tôi thấy dương hai bên. Có mẹ đó, hai bên cái đuôi mắt nè, hai bên cái đuôi con mắt nè, để em sờ lên đấy. Gì vô đó. Rồi hư rồi, chết rồi, hư rồi, thấy không, thấy không? Rồi còn ở dưới đây là hai cơ cắn hai bên. Rồi tiếp theo dây số nào là cái dây vận động và cảm giác. À, vậy mình khám vận động xong rồi mình sẽ khám cảm giác nha. Tại vì khám cảm giác thì chúng ta sẽ có cảm giác đau, cảm giác sờ nông, à, và cảm giác gì nhiệt ha, đau, nhiệt và sờ nông. Ba cái này đều là cảm giác nông hết. Nhớ cảm giác nông thì chúng ta chia ra làm ba cái là cảm giác đau, cảm giác nhiệt và cảm giác gì sờ nông, là ba cảm giác trong cái cảm giác nông. À, còn cảm giác sâu thì chúng ta sẽ có gì, cảm giác trung âm khoa, vị thế khớp, là gì, cảm nhận khối tịch. Rồi như vậy thì đó là cảm giác sờ nông ha. Cảm giác sờ nông thì vậy phải gọi là sờ nông thì nó khác với là sờ sâu. À, có nghĩa là sao, có nghĩa sờ nông nghĩa là không có áp lực. À, cảm giác mà đè như vậy nè, cảm giác là em mà có cái gì nó đè lên người em á, thì cảm giác đó là cảm giác sâu, không phải là cảm giác nông. Còn cảm giác sờ nông á là sao, là phải sao, không có áp lực. Nên nếu bạn mà hai cái này là do hai cái đường chi phối, hai cái đường dẫn truyền hoàn toàn khác nhau, chính vì vậy nên là chẩn đoán lộn nhầm sờ nông với sờ sâu thì bạn ta sẽ chẩn đoán sai ngay cái vị trí bệnh nhân. Rồi vậy ta sẽ sử dụng cái thằng nào đó mà nó không có áp lực. Rồi đầu tiên hết là yêu cầu nhân mở mắt ra. Rồi phải khám, phải làm mẫu ở cái vùng nào mà không bị than, là một cảm giác tê rồi đó. Ví dụ như bệnh nhân tay, bệnh nhân tê cái tay phải, giờ anh sẽ làm mẫu giờ tay trái bình thường không, không có tay nhớ không. Rồi mở mắt ra ha. Rồi thấy không, em nghe cảm giác sờ không? Ok ha. Rồi như vậy thì sau này cứ mỗi lần mà thấy như vậy ha thì em cứ đếm một, thêm một lần nữa thì em cứ đếm hai. Rồi cứ đếm tiếp tục lên như vậy ha. Rồi hiểu không? Rồi ok, rồi nhắm mắt lại đi. Rồi khám ha, thì vậy ha. Rồi nhắm mắt lại. Rồi không có đều ha, bởi vì nếu mà để mà khám mà khoảng nó đều nhau thì nhân sẽ đến là 1, 2, 3, 4. Tức là người ta không cảm nhận mà người ta vẫn đếm. Nên là vậy thì cái nhịp mà người khám nó sẽ không đều nhau. Nhưng mà em thấy anh khám như thế nào? Đối xứng. Tức là anh quẹt bên đây một cái thì sẽ quẹt cùng với lại vị trí đó bên đối diện để anh so sánh sao? Hai bên. Không. Tại vì sao? Tại vì cái độ nhạy của cái cảm giác của mỗi vùng nó khác nhau. Đúng không? Sờ mặt nó khác với sờ mông. Đúng không? Nên là khi mà cái cảm giác nó sẽ khác nhau. Thường là ở chi trên cái vùng bàn tay á thì cái đường cảm giác nó nhiều hơn cho mình phân biệt nó rõ hơn. Còn mà ví dụ như ở dưới chân nha thì sao, cái cảm giác nó sẽ kém nhạy hơn. Như vậy mình phải so sánh và đem khám và mình khám theo đẹp mặt hơn. Khám theo đẹp mặt hơn thôi, tới chuyện khám cảm giác sẽ nói ha. Vậy chúng ta sẽ khám là như đây, trong trường hợp là khám ở trên mặt ha thì cũng là bị trang như vậy chưa ha. Rồi thì vậy dây năm thì ta sẽ chia ra làm cái gì, năm một, năm hai, năm ba ha. Cái cách nhớ nhanh là trán má cầm, trán là năm một, má là năm hai, cầm là năm ba, không trán má cầm không về trán nha. Dưới em xong vậy ha. Đáng lẽ là không có đều ha, nhưng mà làm đều. Rồi, chưa? Như vậy nè, yêu cầu bệnh nhân là sao? Thứ nhất là phải mở mắt ra và phải nguyên hướng trước, phải cho bệnh nhân biết cái cảm giác đó là cái cảm giác như thế nào. Rồi sau đó yêu cầu bệnh nhân sao? Đếm, rồi sau đó mình sao? Nhắm mắt lại ha, rồi đọc cảm. Nhớ là phải nhắm mắt nha. Rồi, tiếp đó là cảm giác sờ nông.
hai là ta bắt đầu ta sẽ có cảm giác đau. Cảm giác đau, ta nhớ cảm giác đau thì ta phải sử dụng cái vật nhọn, chứ còn nếu mà sử dụng cái vật tù á thì sẽ thành cái cảm giác gì? Cảm giác áp lực rồi. Cảm giác áp lực đó là của cảm giác sâu. Nên làm sao mà đụng nhẹ cái là thấy đau á, đúng không? Rồi đau không? Rồi vậy thấy cảm nhận thì giống như vậy ha, thì em đếm một ha, rồi sau đó đếm tám bốn lần ha, rồi nhắm mắt lại đi. Nhẹ nhàng đi nha, tôi nguyện gọi cho mình chọn trời sẽ mất lại đi. Rồi ok. Rồi chết rồi, tương lai của mình như vậy ha, như vậy đó là cái cảm giác đau ha. Rồi ta có cảm giác gì nữa? Nhiệt ha, nhiệt ta sử dụng, thường là ta sử dụng cái vật kim loại, tại đó là tiện nhất đầu của bàn tay của mình nè ha, vì nó là cái kim loại nó sẽ lạnh á, nhưng nhược điểm nó là gì, là áp được một hai lần thôi, cảm ơn ba sao nó áp vô nó trung hòa cái nắm lại cái nhiệt rồi ha. Rồi thường là gì à, rồi nhắm mắt lại đi. Rồi cái lạnh không, cái lạnh không à, vậy ha, cho nó hai bên. Rồi ok, giờ đó là mình gắn mình nhắc nhiệt ha. Ở đây tập mày luôn. Rồi, được chưa? Như vậy đó là khám 1, 2, rồi 3, 4, 6, rồi số 5. Ok, rồi tụi em tập đi trước à, tại vì còn 5 giây, còn 6 giây còn lại thì chút nữa quay lại sẽ làm sao. Nếu không là bị tàu quá chặt ma đó. Rồi, tụi em nhau khám đi. Rồi, cái này nè, để mà được khám.